Está la screen. Sí, amén. Thì chúng ta sẽ có những cái điểm sau cần phải chú ý. Cái thứ nhất là chúng ta import cái gì vào trong trang HTML thì có mấy cách nhỉ? Mấy cách. Tức là để áp dụng được một đoạn code JavaScript vào trong một trang HTML thì chúng ta có mấy cách? Ba cách gồm một những cách nào? Dùng trực tiếp trong thẻ script. Rồi, gì nữa? À, external, tức là cũng dùng thẻ script. Nhưng mà chúng ta có thêm cái thuộc tính attribute của cái thẻ script này là src đúng không? Bằng cái đường dẫn đến cái file.js của chúng ta. Như này đúng không? Cách thứ ba là gì? Cách thứ ba là gì? À, cái đấy mình không gọi là import đâu. Cái đấy chỉ là code gọi một cái sự kiện ở trong code HTML mà là gọi đến một cái hàm. Đấy không phải gọi là main code JavaScript được. Đấy vẫn là một cái tính năng, một cái thuộc tính nằm trong HTML. Thì chúng ta chỉ có hai cách nhá. Đây, để biết được code JavaScript chúng ta có hai cách trong trang HTML. Thế nhỉ? Tiếp theo thì khái niệm đầu tiên của JavaScript hay là các cái ngôn ngữ lập trình nhá. Ngôn ngữ của chúng ta là ngôn ngữ lập trình và lập trình logic. Còn ngôn ngữ mà chúng ta học trước đấy HTML, CSS, theo mình quan niệm nó là ngôn ngữ về giao diện sắp xếp. Vì nó là sắp xếp nhiều hơn so với là ngôn ngữ JavaScript hay là PHP sau này các bạn học, hay Java hay là C#, thì đấy là ngôn ngữ lập trình. Chúng ta nặng về logic hơn, được chưa nhỉ? Thì bây giờ chúng ta đến với khái niệm đầu tiên ở trong cái JavaScript nhá. Thì đầu khái niệm đầu tiên bao giờ sẽ là cái đơn vị nhỏ nhất, đó là khái niệm biến. Biến đúng không? Các bạn hiểu biến là gì? Biến là gì? Hiểu nào nói thế? Ai biết đúng sai đâu? Tôi cũng biết nhau đúng nhau sai. Các bạn hiểu biến ở trong JavaScript là gì? À, tôi nói to lên, đàn ông đàn nào nói to lên. Sao? À, biến để lưu giá trị. Đúng. Nó lưu được những cái gì? Cái này nói này nó dễ nhá. Đây. Đây có cái này là cái biến. Đây là cái biến. Đây là cái biến. Đây chính là cái biến. Đấy. Các bạn gọi ra cái gì? Bình nước đúng không? Đúng chưa? Cái biến của chúng ta nó giống hệt cái bình nước này. Đúng chưa? Chúng ta gọi cái này là cái bình nước. Cái bình nước này được cái gì? Được nước này. Có được từ K đâu? Nếu thích có được từ K đâu? Ờ, có được từ gạch không? Còn được nhiều thứ khác nữa đúng không? Xong chưa? Đây là cái phần biến. Biến nó là đơn giản, nó chỉ là một cái đại lượng. Một cái đại lượng được đặt tên. Được đặt tên và có thể lưu trữ. Mình gọi là lưu trữ cho nó văn vẻ, thì thực ra là chứa lưu trữ được dữ liệu. Có thế rồi. Hôm nay tôi đựng nước, mai tôi đựng cát, ngày kia tôi đựng xít hay cái gì đấy, không biết đúng không? Thích được cái gì thì được. Xong chưa? Đấy là khái niệm về biến. Có thắc mắc gì không? Rồi, vậy rồi. Rồi, biến thì có mấy kiểu đặt tên. Cách đặt tên biến. Nào, cách đặt tên biến có mấy kiểu? Từ khóa để khai báo để định nghĩa ra một cái đại lượng là biến là từ gì? Và let cons. Thằng nào bảo cái này là biến tắt vỡ mồm? Cái này là hàm. Không phải biến, tức là hai cái điều hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như cái bàn này gọi là cái hàm này, bởi vì nó không thể thay đổi được, nó luôn luôn cố định như này, chúng ta không thể thay đổi được cái gì ở trong nó, đúng không? Thì nó là hàm. Thì cái va và cái let tôi sẽ giải thích sau nhá. Rồi ok, cái từ khóa va và từ khóa let để khai báo một biến, đặt tên biến ví dụ như
tên tôi là thì các bạn đặt kiểu gì? Biến tên vào tên tôi là. Bạn là gì? Bạn nào? Tôi không biết tên, tôi chỉ có biết là hỏi bạn, tôi mới chỉ ai để trả lời. Bạn đặt tên, cái biến là tên tôi là. Tôi ngồi đấy, không phải đứng lên gì cả, lớp chỉ cần mình tôi đứng được rồi. Nào. Sai. Bạn ngồi dưới. Ờ, biết tên tôi là gì ạ? Tên tôi là thì trong đó có chữ. Tên là chữ là chữ tôi. Bạn. Nhẹ không? Cái chữ viên hoạt, đây là cái chữ L tôi viết qua. Thấy chưa? Hiểu, cũng phải. Còn cách nào khác? À. Khai thác cho bằng cách, ngay nào. Còn cách nào đó? Và bên cạnh giúp đỡ nó ạ. Cái nào đó? Hay là lưu ý này, các bạn tập trung vào đây. Điểm cái gì đấy viết ra nhá và được. Chúng ta có hai cái đặc tên biến chính nhá. Đây là cách thứ nhất, ok, cái này đúng. Chúng ta có cách thứ hai nữa, nó là tên gạch dưới tôi gạch dưới là. Được chưa? Đây là cách đặt thứ hai. Hai cái đặt này chúng ta đều có tên cho nó cả. Cách này là cách theo một case. Cách này là snake case. Camo là con lạc đà. Camo là con lạc đà. Đúng kiểu điều con lạc đà. Được chưa? Còn con rắn thì nó đi sâu hơn. Đấy. Đây là kiểu con rắn. Được chưa nhỉ? Hai cái là hai kiểu đặt tên, các bạn đặt theo kiểu nào cũng được. Nhưng mà các bạn lưu ý cho tôi, khi mà các bạn sau này các bạn đi làm, chắc chắn ở đây các bạn sẽ phải đi làm đúng không? Ai không đi làm không? Học cho vui. Đó. Nếu mà phải đi làm ấy, thì hãy xác định toàn bộ project đã đặt theo kiểu gì thì tất cả mọi thứ đặt theo kiểu đấy. Thế chứ đừng đặt lung tung. Và lung tung là chúng ta không xét là đặt một mặt đấy. Hiểu không? Bởi vì đang theo kiểu này, đang đặt ông A đang đặt theo kiểu này, tự nhiên ông B lại đặt theo kiểu này. Đến lúc dùng là không biết dùng như nào cho chuẩn đâu. Cái đấy người ta gọi là khái niệm là coding convention. Coding convention là ràng buộc, khi ràng buộc và cái việc đặt tên này người ta gọi là naming. Naming convention là cái ràng buộc đặt tên cả một cái project của chúng ta, quy định đặt tên các biến thì đặt theo một kiểu thôi, ông nào cũng phải đặt theo kiểu đấy. Không có ông nào đặt ông A đặt theo kiểu này, ông B đặt theo kiểu này. Được chưa? Đặt cả một cái project theo một kiểu thôi. Thích kiểu gì thì kiểu, nhưng mà chỉ một kiểu thôi. Được chưa nhỉ? Đấy là cái cách đặt tên biến của chúng ta. Có nào thắc mắc gì không? Còn, chưa hết đâu. Về cái biến nhá. Cái biến chúng ta có một vài cái lưu ý. Cái thứ nhất, tên biến không bao giờ bắt đầu được bằng số. Đây là bắt đầu. Không được bắt đầu bằng số. Được chưa? Không được bắt đầu bằng ký tự đặc biệt. Trừ ở trong các bạn chúng ta thì trừ cái dấu gạch dưới và trừ cái dấu đô la thì được phép nhét vào đây đầu tiên, nhưng tất cả cái tự đặc biệt khác không được, kể cả dấu gạch ngang không được nhé. Dấu gạch ngang không được, dấu sao không được, đóng mở ngoặc không được, mở nhỏ cả không được, hoặc vuông không được. Được chưa nhỉ? Lưu ý cho tôi, chỉ được phép bắt đầu bằng ký tự đặc biệt thì chỉ có cái dấu gạch chân và cái hay còn gọi cái này còn gọi là cái ship trừ chưa? Và cái dấu đô la thôi. Còn lại là chữ cái để bắt đầu biến. Xong chưa? Đây là một vài cái lưu ý, nếu các bạn đọc sai lỗi nha, các bạn lỗi kể tức. Vì thế nhỉ? Thì đấy là cái lưu ý khi bắt đầu. Còn phía sau, còn về phía sau này, có nghĩa là ví dụ như chữ T này và cái ký tự ở cái bắt đầu từ cái chữ T này ở phía sau ấy. Các bạn được phép và các bạn được phép đặt tất cả một ký tự trừ ký tự đặc biệt. Tất nhiên là để vẫn cho phép hai cái này đặt phía sau. Được chưa? Thì đấy là cái cách đặt tên biến. Rồi chúng ta ví dụ một tí nhá.
Ví dụ ở đây chúng ta có cách đặt đặt tên biến là va name bằng ví dụ t3h php cos chẳng hạn như này. Thì đây là chúng ta tạo ra một cái biến mới và gán cho cái biến đấy một cái chuỗi mang giá trị là t3h cos. Được chưa nhỉ? Tôi cách đặt biến khác và your name bằng hiện th chẳng hạn, ví dụ như thế này. Được chưa? Thì đây là hai cách đặt tên biến. Đây là my name đi. My school name. Ví dụ như thế này. Đây là hai cách đặt tên biến phổ biến. Được chưa? Bây giờ hiển thị biến này ra ngoài để người ta nhìn thấy thì chúng ta làm nào? Chúng ta có cách như sau này. Xong cái này chưa? Chúng ta chuột phải vào. Chúng ta dùng Solid Text nhỉ? Dùng tool gì? Solid Text gì? Chuột phải vào để chúng ta open in browser. Xong. Bây giờ chúng ta chuột phải tiếp, chọn Inspect hoặc là bấm F12. Được chưa? Chuột phải vào, chuột phải vào màn hình ấy, Inspect hoặc là bấm F12 để nó bật lên. Được chưa? Sau đó chúng ta vào cái tab, bấm vào cái tab console này này. Cái này chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? Cái này nó là cái developer tool ở trong Google Chrome để hỗ trợ chúng ta code về phía trình duyệt. Đấy nhỉ? Chúng ta gõ tôi là cái này là my school name đúng không? My school name, enter xuống. Được chưa? Ra giá trị của cái biến my school name. Được chưa? Cách thứ hai chúng ta có thể lấy ra bằng cách là gõ là console.log cái tên biến ở trong là cái your name, enter xuống thì nó ra cái text này. Được chưa? Cái hàm console log ấy là để giúp chúng ta log cái giá trị của một cái biến nào đấy ra ngoài cái tab console của trình duyệt. Tiếp theo, nếu tôi muốn viết cái giá trị của một cái biến nào đấy lên trên này, lên trên cái phần hiển thị của giao diện này, thì tôi sẽ làm như sau này. document.write tên biến là your name chẳng hạn. Oh shit, nhầm. Enter. Đây, lên đây rồi đúng không? Được chưa? Xin lỗi các bạn một chút nhé. Alo mày. Enter cấp cho anh rồi. Thì anh tạo một cái ứng dụng ở trên Google Drive của anh ấy. Thì anh cứ gửi request cho em cấp về. Rồi, giờ thì để em chờ thì em check nhá. Ok. Được chưa nhỉ? Đây là hai cách để giúp chúng ta. Thứ nhất là hiển thị giá trị của một biến ở dưới cái console, một cách là hiển thị cái giá trị của biến ở trên cái trình duyệt của mình, phần browse. Được chưa? Xong. Đây là chúng ta tạo ra biến và khái niệm biến, làm việc với nó. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là chúng ta đến với cái phần là kiểu biến. Kiểu dữ liệu.
kiểu dữ liệu thì chúng ta có những kiểu dữ liệu nào có thể sử dụng được với cái biến này, tức là chúng ta gán cái gì vào đây. Thì chúng ta có những kiểu dữ liệu cơ bản sau ở trong JavaScript này. Chúng ta có kiểu số, nó không phân biệt. Ở trường các bạn được học Java không? Được học C không? C thì nó phân biệt rõ là integer này, rồi double, float đúng không? Nhưng mà với JavaScript và sau này PHP cũng vậy, nó không phân biệt rõ ràng quá đâu. Nó đưa hết kiểu những cái gì liên quan đến số vào là kiểu number. Nó đưa hết thành kiểu number. Thì JavaScript của chúng ta cũng là kiểu number luôn. Được chưa? Đây là kiểu loại, kiểu đầu tiên. Loại thứ hai là loại chuỗi, là string. Chuỗi thì chúng ta quy định là phẩy phẩy như này này. Được chưa? Và cái, các cái ký tự của chuỗi này thì nó nằm ở trong này. Đây là kiểu chuỗi. Kiểu tiếp theo là kiểu kiểu nhỏ hơn của chuỗi, đó là kiểu ký tự. Kiểu ký tự là character. Thì nó là như thế này. Ký tự nằm trong này. Được chưa? Thế đây là kiểu ký tự. Hai kiểu dữ liệu của nó khác nhau nhé. Các bạn đừng nhầm, nó khác nhau. Tiếp theo nữa là kiểu về boolean. Cái này nó có hai giá trị thôi, một cái là true, một cái là false. Đúng không? Kiểu gì nữa? Chúng ta đã học kiểu gì rồi nhỉ? Object. Object. Kiểu gì nữa? Object này tí nữa nói chuyện với object. Tiếp, tiếp, vẫn còn. Đó, không dùng không phải kiểu dữ liệu. Là gì nữa? Bạn bạn nữ, ngồi dưới. Kiểu gì? Có một gì kiểu cực kỳ quan trọng. Kiểu gì? Đúng rồi, kiểu mạnh. Array. Mạnh. Vẫn chưa hết nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mới có 6 kiểu. Kiểu này. Kiểu gì nữa? Nun là một loại dữ liệu. Lưu ý bằng này kiểu. Thế bây giờ tôi muốn gán cho cái, tôi tạo muốn tạo ra một cái biến là số tuổi của bạn. Your age bằng 20 tuổi chẳng hạn. Thì bây giờ tôi tạo tuổi. Và your age bằng 20. Chứ làm gì có kiểu kiểu gì đâu. Ở đây nó không như C của các bạn. C của các bạn là int your age bằng là chỉ 20 đúng không? Ở đây chúng ta không cần phải đến, chúng ta va thôi. Và mình set cho nó bằng cái kiểu kiểu dữ liệu. Được chưa nhỉ? Sau này nếu có cái your age này chúng ta hứng chí lên, chúng ta biết nó sau cái dòng này nhỉ. Sau cái dòng này chúng ta hoàn toàn có thể hứng chí lên trung tâm. Thay đổi là chúng tôi không thích viết số, tôi thích viết chữ. Thì bắt tay nói x. Nói x bằng 20. Viết một chữ. Này chẳng ngay cơ. Nó thay đổi giá trị của một cái biến thành một cái kiểu dữ liệu khác. Cái chuyện bình thường. Được chưa? Và cái phép dấu bằng này chúng ta gọi là phép gán. Được chưa? Mà gán thì nó phải có giá trị thì gán được. Và cái biến của chúng ta nó sẽ lưu trữ kiểu dữ liệu nào thì nó phụ thuộc, nó lại phụ thuộc vào cái giá trị mà nó được gán đó. Được chưa? Thì đấy là cái các kiểu dữ liệu và cái phép gán đầu tiên của chúng ta. Bây giờ nói đến sâu hơn một chút về các cái kiểu dữ liệu nhé. Sâu một tí này. Ví dụ chúng ta dùng JavaScript để tính tổng. Đơn giản thôi, tôi học rồi, tôi biết làm phép toán. Tôi muốn tính tổng 3 số, tôi làm này. Tôi nhận được, tôi cứ biết là tôi muốn tính tổng 3 số, 3, 2 bằng 5.
3B bằng 7 3C bằng 9. Được rồi, tôi tính tổng làm nào. Làm nào. Tôi có hiển thị ra tổng 3 số này. Đúng mình tính nhanh. Sao? Làm nào. Tôi có 3 tổng 3 bằng cái gì? A cộng B cộng C. Nhanh quá. Thử cả. Đấy. Tôi sẽ comment tạm hai cái dòng này vào. Ở dưới này tôi sẽ có là và A bằng 5, B bằng 7, C bằng 9. Ví dụ như này. Nhá, bây giờ chúng ta có một cái biến tổng và tổng bằng A cộng B cộng C. Sau đó chúng ta tiến hành console.log ra cái biến tổng. Được chưa? Bây giờ nó ra bao nhiêu? 479 thì là 10, 579 chắc chắn là 1 rồi. Bây giờ nó hiển thị ra cái gì? Hiển thị ra bao nhiêu? 21. Được chưa? Hiển thị ra trong này là 21. Đây chúng ta có cái, khi mà chúng ta là các cái biến của chúng ta đều là kiểu dữ liệu dạng số, thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được phép toán là phép cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư cho các cái biến của chúng ta. Được chưa? Cộng giá trị vào. Thế nếu bây giờ tôi viết như này sao? Nếu tôi viết như này sao? Bây giờ bằng bao nhiêu? Hả? À? 516. Tại sao lại ra 579? Nào? Cũng là phép cộng, tại sao lại ra 579? Thì nó cũng ra 21 như này. Có bạn nào tự tin giải thích cho tôi cái này. Thế này chắc chắn các bạn học rồi. Không phải là học ở đây mà học trường. Chắc chắn các bạn học rồi. Nào. Vì sao? Vì sao lại bằng 5, 7, 9, không phải bằng 21? Nào. Chúng ta có cái khái niệm gọi là tập giá trị. Cái hình tròn này còn nhớ không? Còn nhớ hình tròn này không? Ví dụ ngày xưa chúng ta có số nguyên. Nguyên nó nằm trong tập giá trị của số thực. Đúng không? Số thực có nằm giá trị trong nằm trong tập giá trị của cái gì không? Nằm trong cái gì không? Không nhớ ạ? Không nhớ. Trong lập trình của chúng ta có cái tập giá trị như sau. Chuỗi này. Chuỗi sẽ lớn hơn tập số thực. Tập số thực sẽ lớn hơn tập số nguyên. Giờ, khi mà các cái giá trị của chúng ta cộng vào với nhau thực hiện phép cộng, đặc biệt là thực hiện phép cộng, thì kiểu nhỏ hơn. Kiểu có tập kiểu nhỏ, tự gọi là kiểu nhỏ hơn. Sẽ tự động được ép kiểu về kiểu lớn hơn. Được chưa? Vừa rồi chúng ta thực hiện cộng số 5 là cái gì? Chuỗi cộng với một cái số thực và một cái số nguyên là số 7, đúng không? Thì là
chúng ta có hai cái chuỗi thì tương đương với hai cái bàn tay gửi đây đúng không? Hai cái chuỗi cộng với nhau thì nó sẽ không thể sát vào nhau. Được chưa? Chứ nó không phải là như cái bút thành đồng gì của cái hát phải làm đồng thành một cái tổng, một cái thực thể, một cái sản phẩm hoàn thiện mà nó sẽ chỉ có tính sát vào nhau. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái chuỗi là năm này cộng với 7 đúng không? Đây là chuỗi cộng với số thì thằng này tự động được xét ra kiểu chuỗi luôn. Và bây giờ nay chuỗi cộng với nhau thành 5 và 7, một chuỗi lớn hơn. Sau đó cộng thêm với số 9 thì thằng này tự động được chuyển sang là kiểu chuỗi và nhét thêm vào đây thì là 5, 7, 9 được kiểu chuỗi. Thế nhỉ? Đây là cái lý do vì sao chúng ta cộng vào để bằng cái kia. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau giữa các cái kiểu dữ liệu. Không đi nhỉ? Đấy là số và chữ nhá, số và chuỗi rồi nhá. Bây giờ đến kiểu thì nói về chuỗi thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp đến các cái toán tử ở trong toán tử để tính toán ở trong ngôn ngữ lập trình là JavaScript. Này thì chúng ta có toán tử là cộng này là cộng hai, ví dụ cộng hai số thì 5 cộng 7 sẽ là 17, 12 đúng không? Đấy nó cộng tổng là như bình thường không? Như chúng ta có máy tính ấy. Chúng ta có phép trừ 5 trừ 7 vậy? Trừ 2, đúng rồi. Chúng ta có phép chia 7 chia 5 bằng mấy? À, 1 phẩy bao nhiêu đấy? Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng mà 1 phẩy bao nhiêu đấy? Đúng không? Rồi, thế chúng ta có phép chia này thì bằng bao nhiêu? 7% 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 2. Đây là phép chia lấy dư. Được chưa? 7 chia 5 bằng 1 dư 2 đúng không? Thì nó còn bằng 2 ở đây. Được chưa? 14 chia 5 dư mấy? 14 chia 5. 14% 5. Phải nói rõ là khổ. 14% chia 5 bằng mấy? 14 chia cho 5, 105 thì bằng 4. Chưa? Số này cực kỳ dễ tính. Sau đây đã hiểu cái này chưa? Hiểu phần trăm chưa? Rồi, chúng ta còn có cái toán tử như này này. Nhân. Đây là phép nhân này. Cộng trừ nhân chia lấy dư rồi. Hết chưa? Chúng ta còn ít nhất 3 toán tử nữa. Chưa hết. Và toán tử tiếp theo, ví dụ chúng ta có một cái biến A 3A bằng 9 nhá. Thì không? Bây giờ A cộng này. Sau đó là chúng ta console chấm log ra A cộng nữa. Đây bằng mấy? Để tính ra mấy? Đây là A để tính ra bằng mấy? A hiển thị tại cái thời điểm là bằng 10. Nhưng mà sau thời điểm này A bằng 11. Được chưa? Đây là phép gì? Đây là phép gì? Phép A cộng là phép gì? A cộng nó tương đương với cái A bằng A cộng 1. Được chưa? A bằng A cộng 1. Nhưng mà cái dở hơi của cái thằng cộng này ở chỗ là như sau. Khi mà chúng ta thực hiện A cộng ở cái dòng này này, ví dụ dòng này hoặc là dòng số 5 đi, được chưa nhỉ? Thì tại cái dòng này này, với tại cái dòng mà nó tiến hành cộng ấy, thì giá trị của nó là chưa được thêm vào, chưa được thêm một đơn vị nào, mà phải sau cái dòng này thì nó mới thêm giá trị vào, được chưa? Thế cho nên nếu A bằng 9, ở trên này của tôi nó có A bằng 9 và tôi console log ngay cái A cộng này thì sao? Thì A vẫn bằng 9, hiển thị ra vẫn bằng 9, nhưng mà sau cái dòng này nó mới cộng giá trị lên. Được chưa? Đó là cái logic của chúng ta về thằng A cộng. Và đi kèm với nó, chúng ta có phép cộng này. Đi kèm với nó chúng ta sẽ có phép trừ. Được chưa? Có phép trừ. Có phép sao? Không, có phép nào. Bỏ qua đi nhé, kẹp đi. Không có phép gạch nhẹ rồi nhá, chỉ có cộng và trừ thôi. Xong đi nhỉ?
đây là một loại nữa này, loại thứ hai cộng cộng này. Loại này chúng ta còn một kiểu nữa, còn cộng cộng a nên vẫn log như này thì sao? Log ra rồi đúng không? Log ra hiển thị nó sẽ bằng 10. Thì gì nhỉ? Cái a này, cái cộng cộng a này là ngay tại cái thời điểm này nó đã cộng rồi, xong rồi, xong rồi bắt đầu log. Được chưa? Thì đấy là cái logic của thằng cộng cộng a và a cộng cộng. Các bạn phải lưu ý cho tôi cái phần đấy. Đây là một trong những toán tử của chúng ta. Hết chưa? Chưa. Chúng ta còn cộng bằng. Ví dụ a có bằng 9 đúng không? A có bằng 9 này, tôi có a cộng bằng 5. Sau đó tôi lốc a ra. Bây giờ bằng mấy? 7. 14 đúng không? A cộng bằng 5 tương đương với, nó tương đương với a bằng a cộng 5. Được chưa nhỉ? Đây là cái phép cộng dồn. Phép này chúng ta gọi là phép cộng dồn. Cộng thêm bao nhiêu đơn vị nữa. Xong chưa? Và cái phép này này, phép cộng này, đặc biệt là cái phép cộng dồn chúng ta dùng rất là nhiều, thậm chí là dùng với lại cả cộng chuỗi. Cộng chuỗi sau này các bạn làm giao diện, làm toàn bộ cái giao diện của chúng ta ra bằng JavaScript thì cũng có sử dụng cái này luôn. Đó, thì đấy là thêm một toán tử nữa, là toán tử là cộng bằng. Cộng bằng. Thế có trừ bằng không? Nhân bằng có. Chia bằng có. 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 Vẫn có như bình thường. Chia lấy dư bằng còn có nữa. Được chưa? Lưu ý chúng ta có cực kỳ nhiều toán tử và các bạn phải nhớ hết để sau này chúng ta vận dụng trong trường hợp. Đặc biệt những cái thằng này cái mới này chắc chắn rồi. Thằng này là những cái thằng mà cần phải đi chúng ta sẽ dùng những cái thằng này không sao. Và sau này dùng rất là nhiều. Xong chưa? Rồi, đấy là một loại toán tử. Thì chúng ta xong tạm thời xong về cái kiểu dữ liệu là số và chữ nhé, số và chuỗi nhé. Bây giờ chúng ta tiếp đến có một cái nữa về chuỗi. Một cái nữa về chuỗi mà tôi muốn giới thiệu luôn. Đó là cái này. Backslash. Cái này. Ví dụ chúng ta đang có cái biến tổng này bằng như này đúng không? Được chưa? Chúng ta sẽ có như sau. Đây là và hiển thị tổng thành chữ thì bằng tổng của đô la A cộng đô la B cộng đô la C bằng đô la tổng. Đô la tổng. Và bây giờ tôi console log ra cái giá trị này. Hoặc là viết hẳn như này cho nó sĩ. Document. Write. Được chưa? Thì bây giờ nó sẽ ra cái output của nó, các bạn xem nhá, cái output này. Được chưa? 5 cộng 7 cộng 9. Nhưng mà chúng ta không viết cái số 5, số 7, số 9 ra, mà chúng ta viết cái giá trị của nó ra. Thì cái cách viết này các bạn để ý cái dấu của tôi này. Dấu của chuỗi nó không phải là 2 phẩy hay là 1 phẩy, nó là phẩy chéo. Nó cái phẩy chéo ở cái dấu này nó nằm dưới cái chữ SC ấy. Được chưa? Nó nằm dưới cái SC ấy. Và cái đô la đóng mở ngoặc này này, nó là hiển thị giá trị của cái biến đấy vào trong cái chuỗi này. Xong chưa? Đó, thì đây là một cách viết nhanh khi mà chúng ta muốn hiển thị một cái giá trị vào trong chuỗi. Chúng ta ngày xưa, nếu mà chúng ta không biết cách này thì chúng ta phải viết như này. Và hiển thị bằng phẩy phẩy như này, tổng của cộng với A cộng với string dấu cộng, xong rồi cộng với B, rồi cộng với string chứa một dấu cộng, xong rồi cộng với C đúng không? C như này. Ví dụ tôi chỉ dừng lại đây thôi. Phải viết nhiều quá tôi mệt lắm. Copy này, vứt vào đây. Đây đúng không? Thì các bạn so sánh làm hai cách này cách nào dễ dùng hơn?
cách dưới này dễ dùng hơn đúng không? Thì chúng ta nên viết cái kiểu này để mà áp dụng, hiển thị cho nó dễ. Được chưa? Nốt vào. Nên nốt vào để mà sau này mà dùng. Xong chưa? Xong chưa? Có cần thắc mắc gì ở đây nữa không? Bây giờ các bạn làm bài tập này cho tôi nhá. Bài tập này cho tôi này. Trước khi làm bài tập thì tôi giới thiệu với các bạn một cái biến, một cái hàm đã, để giúp chúng ta ép kiểu từ chữ sang số. Thì chúng ta chắc là cũng học rồi đấy. Thì chúng ta có cái hàm, ví dụ như muốn ép cái tổng A này sang thành số, thì chúng ta có cái hàm pass in, là ép kiểu sang số nguyên đúng không? Thì như là nếu mà cộng như này thì nó sẽ bằng 21. Để tôi hiển thị cái dưới này thì nó sẽ bằng 21. Xóa cái này đi. Đúng không? Bằng 21 đúng không? Thì đây là cái hàm ép kiểu của chúng ta. Xong chưa? Bây giờ vận dụng tất cả các thể loại, các thứ các bạn có, tôi sẽ có cái bài toán như sau. Tôi tạm thời comment phần này vào nhá. Chúng ta có bài toán như sau. Va A bằng Rom Va bằng Rom nhập số A. Va B bằng Rom nhập số B và nhập số C. Bây giờ bài toán này. Từ 3 số, từ 3 giá trị nhận được từ màn hình. Kiểm tra và hiển thị yêu cầu sau. Nếu ba giá trị thỏa mãn tổng hai giá trị bất kỳ lớn hơn giá trị còn lại thì hiển thị đấy. Chúng ta học câu lệnh dễ nhánh chứ nhỉ, tí quên. Sao đứa rồi đứa chưa vậy? Rồi, thì tốt. Có hình thành tam giác nếu không thỏa mãn điều kiện trên thì hiển thị
không đủ điều kiện để hình thành tam giác. Đấy. Có khó nhìn quá không? Để tôi bỏ cái comment đi. Đó, các bạn làm bài này cho tôi. Quá dễ luôn. Làm đi, bao nhiêu phút xong thì cho tôi. Làm đi. Nhìn gì?
Xong chưa? Khoai quá. Có khó quá không? Các bạn biết cái prompt này rồi gì? Prompt nó chính là cái này này. 10, 10, 15, 20 này. Xong bây giờ mình hiển thị cái số A ra. A thôi yeah. Bằng cái số chúng ta vừa nhập vào. Đấy là cái prompt. Nhập giá trị từ cái dialog. Chữa nhá. Úi giời ơi. Nào chúng ta chữa nào. Chúng ta sẽ có như sau. Nếu đầu tiên ấy, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng nên nháp ra. Một, bước một là kiểm tra dữ liệu. Kiểm tra dữ liệu. Xem có phải số hay không. Đúng không? Nếu mà là số rồi thì thôi. Bước 2. Nếu là số rồi thì
thì thực hiện if tổng hai cạnh bất kỳ với cạnh còn lại so sánh với cạnh còn lại. Được chưa? Nếu thỏa mãn thì hiển thị là tam giác. Xong. Bây giờ chúng ta code. Chúng ta có if is none là is not a number đúng không? Is none của A, B, C. Như này. Is none. Nhá. Yeah. Thì mình sẽ hiển thị là document.write là không đủ điều kiện hình thành tam giác này. Được chưa? Else if pass mình sẽ phải chuyển lại cái ABC. A bằng pass in A. Đây là B, đây là C. If A cộng B lớn hơn C và A cộng C lớn hơn B và B cộng C lớn hơn A thì hiển thị document write và có hình thành tam giác. Còn else thì vẫn là document này. Chúng ta có rất nhiều cách làm, có nhiều cách để viết code ngắn hơn. Cái này cho nó dễ hiểu. Chưa? Test thôi. Vẫn làm đứa chép đây. Bạn thử làm của đấy xem. Nếu bạn biết chữ x vào xem nó ép ra cái gì. Là sao? Phải không? Nghĩ thử nhá. Để tôi comment vào đây. Chúng ta check một thằng A thôi nhá. Là
là số. Đây là không phải là số. Được chưa? Nhà này gì? Không phải là số nhá. Rồi. Này gì? Sao? Sao? Không mang được không? Is none này các bạn không cần phải ép. Nó tự ép cho các bạn không cần phải ép. Được chưa? Và nó có thể kiểm tra được nhiều biến. Đây là một trong các giá trị nhập vào không phải là số. Test cái 10 này, 20 này, 30 này thì là số hết nhá. 10 này, 20x này, 10, 20x TR. Wow, lỗi à? À, để coi, chờ chút. Ảo thế nào. Thế vậy thì thôi, không dùng cách này nữa, chúng ta cộng. Được chưa? Cho thực hiện phép cộng. Nhớ nhầm. Được chưa? Thì ở đây một trong các giá trị nhập vào không phải là số thì nó sẽ loại bỏ tất cả các cái giá trị vớ vẩn của chúng ta không phải là số đi. Còn nếu là số thì chúng ta chỉ việc ép kiểu lại và thực hiện phép cộng. Thế này sẽ không bị lọt. Có cần phải kiểm tra số 0 không? Có cần phải kiểm tra số 0 với lại số âm không? Lúc nào? Cái nào? Cái này á? Phẩy phẩy đấy á? 5 7 9. Đấy gì? Nó không phải là số đâu. Bởi vì bạn tràn cái ký tự đặc biệt vào. Được chưa? Nếu mà bạn viết string kiểu là dạng dạng phẩy phẩy như vậy ấy, thì cái giá trị thì cái giá trị mà cái biến A nhận được ấy, nó sẽ là cái ký tự như này. Đây là cái string chứa nhá, cái string chứa cái biến A nhá. Thì các bạn ở trong cái ký tự này có một dấu phẩy là nào phẩy này. Được chưa? Thế cho nên nó không hiểu cái này là một số. Thế lỗi nó báo lỗi đúng là gì đó. Nó là string thật mà. Nó là string thật mà. Đúng không? Kể cả cái file, cái thẻ input giảm tích của chúng ta ấy, dùng JavaScript lấy giá trị từ cái thẻ input giảm tích, kể cả biết chữ vào nó cũng là sự nhầm, các bạn biết số nó cũng là chữ mà. Được chưa? Trừ khi thẻ input đặc biệt như kiểu là input type bằng number thì nó mới hiểu là số, còn lại nó đưa về text hết. Đấy là cái mặc định của nó rồi. Chúng ta hoàn toàn thể ép được. Ví dụ như cái hàm from này chúng ta có thể ép về số được thì phải, tôi không nhớ lắm. From đây, DOM string này, đây là default, nếu mà không có thì bằng in, không biết có integer, tôi để thử ở đây là integer nhé. B cái này xuống. Ừ.
Không được rồi. JavaScript from get integer cái from này nó chỉ có nhận như này thôi, nó chỉ nhận được như này, và nếu mà các bạn không điền gì ấy thì nó sẽ bằng giá trị, thì chúng ta viết ở đây ví dụ giá trị ở đây là không. Như này thôi, chỉ có thể nhận như này thôi, là khi mà các bạn không viết cái gì vào đây ấy, thì cái biến A này bằng giá trị mặc định là không. Thấy chưa? Thử cái đấy, thấy không, giá trị mặc định luôn bằng không, và nhận vào trong nó cũng là chữ. Đấy là cái giá trị return của cái hàm prompt này, nó là chuyển về chuỗi ký tự, nhập số nó cũng về chuỗi đây, 10 20 30, chúng ta cũng nhìn thấy nó sẽ là chuỗi hết. Thế cho nên chúng ta mới cần phải ép kiểu. Cái is nan này này là is not a number, là nó là không phải là số. Nhưng mà nó sẽ tự động, nó nếu cái chuỗi của chúng ta ấy là chứa toàn số không ấy, thì nó sẽ ép kiểu về số. Nếu mà ép được thì báo là fail, và nếu không ép được thì báo là true của cái hàm này. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đây là cái đáp án của chúng ta. Có bạn nào có đáp án mà code ngắn hơn không? Có đấy. Có code ngắn hơn được đấy. Về tự tìm nhá. Tiếp tục, chúng ta đến với phần tiếp theo. Có muốn luyện nữa không hay là sang bài tiếp luôn? Sang phần lý thuyết tiếp nhá. Chúng ta đang đi qua hai kiểu dữ liệu là số và chữ rồi này. Boolean thì chắc là không có gì phải nói đúng không? Boolean nó chỉ có hai giá trị thôi. Nhưng mà với Boolean các bạn lưu ý cho tôi, Boolean nhé, nếu mà các bạn thực hiện các so sánh thì false nó sẽ bằng không, và nó sẽ bằng string rộng. Đấy là cái giá trị false. Và fact true thì sẽ bằng với giá trị không. Các bạn lưu ý khi mà so sánh. So sánh ba thằng này thì như nhau. Vậy thôi. Tiếp theo là cái kiểu dữ liệu làm mạng. Kiểu dữ liệu làm mạng. Các hiểu, các bạn hiểu mạng là như nào? Học qua rồi đúng không? Mạng là như nào? Mạng là như nào? Chuỗi giữ phần tử, nó phải chuỗi nữa. Một phần đủ. Các bạn hãy tưởng tượng như này này, tôi kiếm cái gì đấy cho nó dễ tưởng tượng. Ví dụ đây là một cái biến đúng không? Hãy cứ nói cái bình là một cái biến đúng không? Cái bàn này của tôi tôi đủ chỗ để xếp cho ba cái bình nước này, đúng không? Trong cái bình nước này chứa cái gì chưa biết, tôi chỉ biết là cái bình đặt ở chỗ này thì là cái số thứ tự của nó là 0, bình đặt chỗ này số thứ tự của nó là 1, cái bình này số thứ tự của nó là 2, thấy chưa? Thì cái bàn này của tôi
cái chỗ để chứa vào cái miếng này, cái đấy nó gọi là cái mạch. Mạch nó cũng là một kiểu dữ liệu, nhưng mà mạch nó có khả năng, nó có khả năng chứa các loại chứa nhiều phần tử, chứa những cái bình nước nằm ở trong ấy, nó là một cái kiểu dữ liệu có thể chứa nhiều phần tử. Chứa nhiều phần tử được sắp xếp, được đánh số, chúng ta gọi cái số đây là số index, bắt đầu từ không trở đi. Và trong mỗi phần tử của mạng, nó có thể chứa được, và nó có thể là loại chứ, nó có thể là loại, là kiểu dữ liệu bất kỳ, loại nào cũng được. Ví dụ chúng ta có một cái biến là var, nó sẽ bằng cái mạng chúng ta khai báo như này, thì chúng ta có thể chứa số 2, 3, có thể chứa chuỗi something, có thể chứa mảng khác cũng luôn, và thậm chí là có thể chứa object như này, chứa đủ một thứ trên đời, chứa được hết ở trong. Thế nhưng mà thằng này nó chỉ không chứa được function ở trong, chứ còn nó chứa được cả số, cả chữ, cả boolean, cả mảng, cả object, nó chứa được gần như là hết, cả loop cũng chứa được. Thì đấy là khái niệm về chuỗi, mảng, xin lỗi các bạn, đấy là khái niệm về mảng. Thì chúng ta có ví dụ như sau: var bằng 4, 5, 6, 4, 5, 7 đi, và một cái string nằm trong là something, một cái chuỗi khác là 8, 9, 10, và một cái object này tôi có name bằng T3H chẳng hạn. Chúng ta có thêm một cái giá trị phone ở đây nữa, và một giá trị null ở cuối cùng. Đó, để tôi enter xuống cho các bạn dễ nhìn. Nó có thể chứa được rất là nhiều thứ. Được chưa? Bây giờ chúng ta hiển thị cái mảng này ra. Chúng ta tiến hành là console.log ra cái arr này, xem nó sẽ hiển thị ở phía cái developer tool như nào. Sao mấy hôm này giờ mới đến này chẳng? Hay là ngó cái gì? Được chưa? Test này. Wow, cái gì mà không đủ điều kiện. À, vẫn phải nhập số. Tôi bỏ nốt, bỏ comment nốt cái đoạn va này đi nhá. Promise comment nốt nó vào. Đây, chúng ta nhìn ở đây này. Nó ra cái giá trị của cái biến đấy đúng không? Cái biến arr của chúng ta. Các bạn nhìn này, nó đánh số này. Bắt đầu từ 0 đúng không? Và có 7 phần tử, 8 phần tử con nằm trong. Bắt đầu từ 0 cho đến 7 thì là 8 phần tử. Được chưa? Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn lấy cái chữ something này ra ngoài, thì chúng ta lấy ra kiểu gì? Lấy một phần tử trong mạng ra ngoài để hiển thị, hoặc để cộng trừ nhân chia, thì bằng cái gì? Bạn đây nào, lấy cái chữ something này ra ngoài, lấy bằng cách nào?
đoán thử ra, không biết thì đoán. Nếu bạn không biết cái này này, bạn chết đấy, lên PP bạn chết chắc luôn. Warning luôn, lên PP bạn chết chắc luôn. Đối vật là còn nghỉ học sớm, bởi vì nghe như vịt nghe sấm nó không hiểu gì đâu. Thử đoán nào. Nó ở vị trí index số mấy? Số 3 đúng không? Tên biến của mình là gì? ARR là tên biến của mình đúng không? Bây giờ muốn lấy giá trị ở cái vị trí số 3 này ra thì mình đóng mở ngoặc vuông, viết số 3 ra. Được chưa? Đấy, lấy cái số, lấy cái chữ phone này ra, nó ở vị trí số 6 đúng không? Thì tên biến đóng mở ngoặc cái số index hiển thị ra ngoài. Được chưa? Xong chưa? Tiếp, chưa hết. Đây là lấy ra ngoài này. Thế mình gán cho nó một cái giá trị khác vào. Ví dụ tôi nãy tôi lấy cái something này ra đúng không? Bây giờ tôi thích đổi thành someone cơ. Thì làm nào? Chúng ta cũng có ARR ở vị trí số 3 này. Sau đó chúng ta gán lại cho nó bằng một cái giá trị khác, bằng someone như thế này. Và bây giờ chúng ta hiển thị lại cái ARR. Chúng ta nhìn thấy ngay cái giá trị ở vị trí số 3 nó đã được thay đổi. Thấy không? Nó được thay đổi rồi đây. Đấy chứ nhỉ? Mỗi một phần tử trong mảng nó tương đương với một cái biến, chúng ta có thể thay đổi giá trị của nó bằng cách là viết ra cái vị trí của nó rồi gán, thực hiện phép gán, gán cho nó một cái giá trị khác vào. Được chưa? Thì đấy là cái tương tác với các phần tử nằm trong mảng dựa vào vị trí của nó. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Không nhá. Rồi. Thế nếu mà tôi muốn lấy cái số này sao? Lấy số 10 thì ra sao? Lấy cái số 10 thì ra làm nào? Đây là mảng trong mảng. Thì giờ tính sao? Tôi muốn lấy cái số 10 này ra. Đừng bảo với tôi là viết thẳng số 10 ra tôi đấm cho đấy. Đúng rồi. ARR các bạn để ý này. Bây giờ chúng ta có cái, để tôi clear đi nhá. ARR ở vị trí số 4 thì nó là cái mảng này đúng không? Đây này. Đây ở vị trí số 4, 0, 1, 2, 3, 4 đúng không? Nó ra một cái mảng đúng không? Bây giờ lấy cái vị trí số 10 này, chúng ta lại bắt đầu từ 0, là 0, 1, 2 đúng không? Thì là phải là lấy là ARR 4 ở vị trí số 2 tương ra ngoài, nó ra số 10. Được chưa? Đây là mảng trong mảng, hay người ta còn gọi là mảng đa chiều. Sau này còn có chuyện là ba cái mảng nó lồng nhau, nó là chuyện bình thường. Thì đấy là mảng đa chiều. Chúng ta có mảng hai mảng lồng nhau là mảng hai chiều thôi. Xong chưa? Và nhắc đến mảng, xong như nhỉ, để tôi chuyển vấn tiếp. Nhắc đến mảng, bao giờ người ta cũng sẽ nhắc đến một cái khái niệm gọi là vòng lặp. Câu lệnh rẽ nhánh tôi bỏ qua nhé, hay có cần nhắc lại không? Rồi, bỏ qua câu lệnh rẽ nhánh này. Bây giờ tôi muốn thực hiện cái việc là kiểm tra toàn bộ các phần tử nằm trong mảng này, xem phần tử nào là số chẵn thì hiển thị ra ngoài, phần tử nào là số lẻ thì không hiển thị, phần tử nào không phải là số cũng không hiển thị luôn. Thì giờ tôi phải làm như thế nào? Thì cái việc tôi vừa yêu cầu ấy, chúng ta phải thực hiện một vòng, một cái khái niệm gọi là vòng lặp. Vòng lặp. Cái vòng lặp này nó giúp chúng ta chạy qua từng phần tử một ở trong mảng này. Chạy qua từng phần tử một, sau đó lôi từng phần tử ra ngoài để kiểm tra xem cái phần tử này có thỏa mãn điều kiện không. Thì tôi hiển thị, không thỏa mãn thì thôi. Thì chúng ta có cái loại vòng lặp đầu tiên là loại vòng lặp là biết trước số lần lặp. Đó là chúng ta gọi là nó là vòng lặp for. Cú pháp sẽ như sau. Và đây là biến khởi tạo này, khởi tạo một cái biến và y bằng 0. Được chưa? Gán câu lệnh thì tương đương với cái việc là tạo ra một cái biến y với khởi đầu của cái biến y với giá trị là bằng 0.
Sau đó nếu điều kiện của y nhỏ hơn arr.len, tức là tổng số lượng phần tử nằm trong mạng này vẫn nhỏ hơn như này, thì chúng ta tiến hành thực thi câu lệnh ở trong này, và sau đó chúng ta thực hiện là y cộng cộng và thực hiện những câu lệnh ở đây. Bây giờ chúng ta tạm thời console.log ra cái giá trị là arr ở vị trí thứ y ra ngoài. Chúng ta sẽ thấy nhìn thấy là toàn bộ phần tử của mạng array này, arr này sẽ được hiển thị ra. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chạy. Sao mình cứ có thói quen bật Navicat này. Đây, chúng ta nhìn đây. 457 something 389 name và tbh phone null. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện cái lệnh ở đây theo yêu cầu của tôi như sau. Viết câu lệnh kiểm tra nếu phần tử đang được xét là số lẻ thì hiển thị ra màn hình. Đấy, có mỗi yêu cầu như thế này thôi. Tôi làm cái rổ rất là nhiều người làm đấy. Chắc
trước thằng co-founder của CV bạn này, nó bắt đầu có đi mua đồ, tôi đi nhập vụ, rồi về với làm tiếp với công CV. Ambers này vẫn dùng cái framework của chúng ta nói không? Cái gì cô Hana nghe ở đằng trước với cả một cái framework về mình đã không được rồi. Thế này thì này hả? Ông như này ông có về phụ môn lại thì ông đứt luôn, không kiếm được việc đâu. Và như này là mất căn bản rồi này, mất chân luôn rồi. Ta là đúng trong chưa? Ô, không kiểm tra không phải là số à? Có vai. Nó là chữ gì kìa, chữ gì sao? Mình yếu quá, yếu lắm đấy nhá, cực kỳ yếu rồi đấy. Để tiếp tục thế này thì nghèo hết, chắc mình lớp được khoảng 3 đứa. Nên là liệu liệu về mà hôm lại cho tự thế vào ở nhà học không là nghèo hết và không. Nó làm gì không? Nghĩ ra đi, cái này, nghĩ này. Cái nhất thì là cái phân tử đang bị xét, nó mang cái gì? Cái phân tử đang được xét, nó sẽ đến tầm mạng.
ai bảo là số viết nó ra mà viết nó ra cốt thì làm vào đi. Còn chính là cái ARR nó cộng bằng vuông y đó. Các bạn để ý nhá, tôi giải thích lại cái vòng for này. Rất nhiều bạn chưa biết vòng for nó như nào, với áp dụng với cái mặt thì nó như nào. Giải thích lại cái vòng lặp trước nhá. Vòng lặp này. Vòng lặp thì nó là cái gì? Nó là chúng ta thực thi một đoạn lệnh, một đoạn code được lặp đi lặp lại, là khi nào thực hiện một đoạn code nhiều lần nếu thỏa mãn điều kiện đặt ra. Ví dụ như sau, tôi có một loại for điển hình như sau, hoặc một loại vòng lặp điển hình như sau. Khi chúng ta vòng lặp khi cái biến x của chúng ta nhỏ hơn 100 chẳng hạn, tôi cứ cho là 3x hoặc không nhá, thì thực hiện con số log x, sau đó x cộng cộng như này thì chúng ta dịch như nào, bắt đầu vào này, bắt đầu chạy trên xuống này thì chúng ta bắt đầu là tạo biến x bằng không, giá trị bằng không, đúng không, đúng chưa? Bây giờ khi x nhỏ hơn 100, x bằng không nhỏ hơn 100 có đúng không, có những cái chạy trong này, chạy đến đây thì điểm định ra không, đúng không? Chạy tiếp đến đây thì sau cái dòng lệnh là x cộng là x nhân mấy? 1, đúng không? 1 lại chạy vào đây, nó chạy ngược lại. Bây giờ x bằng 1 rồi, 1 cái cộng trong có, đúng không? X cộng trong 1 bằng nhỏ, 1 nhỏ bằng trong, đúng không? Lại chạy tiếp, nó lại cộng đây thì đến cái x bằng mấy? 2, đúng không? Cứ lại chạy cho đến bao giờ x bằng bao nhiêu? X bằng 100. Thì đến lúc đấy 100 bằng 100 nó không còn thỏa mãn cái điều kiện này nữa thì chạy tiếp xuống dưới này chứ không chạy vào trong vòng lặp nữa.
Được chưa nhỉ? Đấy là lý do vì sao tôi bảo là thực thi một đoạn code nhiều lần nếu còn thỏa mãn điều kiện đặt ra. Được chưa? Đấy là cái để phải có một lần. Được chưa? Có nào thắc mắc gì không? Không hiểu mà không thắc mắc ấy, đấy là các bạn đang ném tiền ra ngoài cửa sổ đấy nhá. Nếu các bạn làm được nhiều tiền thì ok, kiểu đấy chuyện bình thường. Còn nếu các bạn chưa làm ra tiền thì khi đi học mới thu được cái gì vào đầu mình, không thì nó vẫn đi đấy. Về vòng lặp thì chúng ta có hai loại vòng lặp chính, có hai loại. Loại thứ nhất là vòng lặp biết trước số lần lặp. Và loại tiếp theo là loại không biết trước số lần lặp. Không biết trước số lần lặp thì chúng ta có loại thứ nhất là loại biết trước số lần lặp đúng không? Thì chúng ta có vòng lặp là for và một cái biến, tôi tạo ra một cái biến nào đấy, ví dụ như kiểu là y bằng 0 chẳng hạn. Được chưa? Sau đó nếu cái biến y này thỏa mãn điều kiện, y thỏa mãn điều kiện là nhỏ hơn một cái gì đấy, ví dụ nhỏ hơn 5 chẳng hạn. Được chưa? Chấm phẩy tiếp. Chấm phẩy nhá. Chấm phẩy tiếp này. Sau đó y sẽ cộng cộng hoặc là y trừ trừ gì đấy tôi quan tâm. Thì đấy là tùy các bạn biết. Được chưa nhỉ? Đây là điều kiện để vòng lặp tiếp tục chạy. Đây là biến khởi tạo này. Đây là điều kiện để vòng lặp tiếp tục chạy này. Chạy xong thì đã thực thi cái dòng lệnh này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có là console.log y ra đây chẳng hạn. Được chưa? Cái này chúng ta dịch như nào? Đầu tiên chạy đến vòng lặp này y sẽ bằng 0. Nếu y nhỏ hơn 5, bây giờ không chạy nhỏ hơn 5 thì sao, đúng không? Không nhỏ hơn 5 thì thực hiện cái dòng này. Thực hiện xong thì y cộng cộng, tức là y cộng lên một giá trị là y bằng 1, lại chạy tiếp vào đây, kiểm tra vào đây. Y bằng 1 bây giờ vẫn nhỏ hơn 5, lại chạy tiếp cho đến bao giờ y bằng 5 thì thôi. Y bằng 5 thì kiểm tra điều kiện là y nhỏ hơn 5 thì nó bằng full, không chạy vào đây, chạy xuống dưới. Được chưa? Đấy là vòng lặp. Như vậy thì cái vòng lặp này chúng ta hay áp dụng như nào? Hay áp dụng vào trong cái mạng ARR. Còn ví dụ 1, 5, 9, 8, 6. Ví dụ như này. Thì chúng ta hay viết như nào? Đầu tiên là y cũng bằng 0. Nhưng mà ở đây y nó sẽ nhỏ hơn. Y sẽ nhỏ hơn ARR.lang. ARR.lang. Cái này nó bằng cái gì? Bằng với cái ARR này thì cái đoạn này bằng giá trị bao nhiêu? Đây, cái này bằng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Cái số len này chúng ta là số phần tử nằm trong mạng, chứ không phải là số index lớn nhất. Được chưa? ARR chẳng len là số phần tử nằm trong mạng, thì nó sẽ là đến từ 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái. Xong chưa? Thế vậy thì ở đây là y bằng 0, y nhỏ hơn 5 thì y cộng cộng. Thì ở đây chúng ta console log sẽ là y bằng bao nhiêu? 0 này, xong chạy tiếp cho đến bao giờ? À bây giờ y thì tôi sẽ tiến hành xong, tôi vẫn log nhé. Log ra là ARR ở vị trí thứ y. Giờ ARR ở vị trí thứ y, lúc này y bằng 0 đúng không? Vòng đầu tiên y bằng 0 đúng không? Thì ARR ở vị trí số 0 bằng mấy? 1, console log bằng 1. Vòng tiếp theo y cộng cộng rồi, bây giờ y bằng 1 vẫn thỏa mãn điều kiện này, thì bây giờ tôi có ARR ở vị trí số 1 thì nó bằng số 5 đúng không? 5 tiếp theo chạy đến 9, tiếp theo chạy đến 8, tiếp theo chạy đến 6, thì đây là 0, 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? Nó tương ứng với cái số index nằm trong các phần tử của chúng ta. Và chúng ta lưu ý cho tôi là bao giờ thế số index lớn nhất nó sẽ bằng cái số len trừ 1. Bao giờ thế cho nên là người ta thường là lấy ARR.len và xét đi nhỏ hơn ARR.len là sẽ lấy được hết tất cả phần tử nằm trong cái mạng. Xong chưa? Đấy là thế nên tôi để ở kia một cái chữ là cái chữ gì nhỉ? Kiểm tra phần tử đang được xét. Thì phần tử mình vòng được xét thì nó luôn luôn là cái giá trị là ARR.y.
ARG đóng ở ngoặc Y. Được chưa? Thì cái bài toán kia chúng ta giải quyết như sau. Như sau. If chúng ta sẽ có là is nan của ARG ở vị trí thứ Y, chúng ta phủ định nó đi. Được chưa? Nếu mà để nguyên như thế này thì là bằng kiểm tra cái phần tử này có phải là số không, đúng không? Nếu mà đúng thì nó không phải là số, đúng không? Thế nếu mà sai thì chắc chắn là số rồi, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ làm sao? Và ARR ở vị trí thứ Y, ARR ở vị trí thứ Y chia lấy dư cho 2 bằng 1 thì hiển thị ra, log ra ARR ở vị trí thứ Y. Có thế thôi, xong bài toán. Được chưa? Vì sao tôi lại biết như này? Bởi phép so sánh và phép so sánh describe và thì nó sẽ logic của nó như vậy. Nó sẽ chạy, thằng nào đặt trước nó chạy trước, thằng nào đặt sau nó chạy sau. Nếu các bạn đặt đảo ngược cái thằng này lên đây, lỗi. Cứ đảm bảo các bạn lỗi loài mạng luôn. Nếu mà trong đây chúng sửa cái này thì something là một cái tích nào đấy, đúng không? Bởi vì nó không phải là số thì làm sao nó có thể chia lấy dư được cho hai, đúng chưa? Thì nó sẽ chạy thằng này trước, sau đó nó mới chạy thằng này, nó không hợp lý. Chúng ta phải đặt cái thằng này lên trước và kiểm tra nếu nó là số, đúng rồi, thì nó mới chạy đến cái điều kiện này là kiểm tra xem nó có phải là số lẻ hay không. Được chưa nhỉ? Đây là đáp án bài toán ở trên bảng. Hả? Mảng hay chiều gì? Dễ. Đi lại gì? Kiểm tra nếu nó là, nếu phần tử đang được xét nó là mảng. Nhớ, nếu phần tử đang được xét nó là mảng thì sao? Nhét thêm một vòng for vào trong. Chứ gì nữa? Thì chưa? Đây, có thế thôi. Xong chưa? Bây giờ đến bài toán tiếp theo này. Có bài này có cần code lại không? Viết lại nhá. Khổ lắm. If is none phủ định của is none và ARR ở vị trí thứ Y phần trăm cho 2 bằng 1 thì chúng ta sẽ console.log ra ARR ở vị trí thứ Y. Như này là xong. Xong chưa? Bây giờ tiếp tục này. Tôi giới thiệu cho các bạn thêm một cái hàm nữa. Tạm thời comment cái này vào nhá.
chúng ta có một cái mảng var lẻ bằng array rỗng này, được chưa? Giờ các bạn coi arr lẻ chấm push 10 vào và chúng ta tiến hành console chấm log ra cái arr lẻ này. Push xong chưa? Rồi bây giờ coi, các bạn nhìn thấy arr bây giờ nó bằng 10 đúng không? Giờ tôi tiếp tục này, arr lẻ chấm push 20 vào. Bây giờ arr, cái arr lẻ này bằng bao nhiêu? 10 20. Thế vậy cái hàm push này có tác dụng gì? Nhét một phần tử vào cuối của mảng, xong chưa? Bây giờ chúng ta có cái như này, push có đề bài như sau, cho một cái mảng, cho một cái mảng, cho một cái mảng như này, yêu cầu là lọc mảng gốc, phân tách số lẻ ra mảng arr lẻ, số chẵn ra mảng arr chẵn, sau đó hiển thị đó, các bạn làm đi. Thank you.
thật ra là điều hòa nó nhỏ nước, đúng không? Bảo sao ở đây ướt không cổ. Mai thì báo cáo này. Cũng làm thoát nước vào trong. Bây giờ chúng ta nghỉ 10 phút nha.
Đập thế móp được nữa thì chỗ quá. Thế Thank you.
Cái gì? Ép kiểu nó sang không, ép kiểu sang số. Nôn thì không ép được sao? Nôn thì cũng ép sang không được. Không được à? Để coi. Rồi, chúng ta chữa nha. Chúng ta dùng vòng for lùi cũng được. For lùi thì thường thường y nó sẽ bằng arr.len trừ 1. Y lớn hơn bằng 0, chúng ta lùi dần từ cuối lùi lên. Chúng ta sẽ có if phủ định của islam của arr ở vị trí thứ y và arr ở vị trí thứ y chia cho 2 bằng 1 thì chúng ta có mạng và arr lẻ bằng mảng rỗng, arr chẵn cũng bằng mảng rỗng. Cái này nó sẽ là bằng arr lẻ chấm push arr ở vị trí thứ y. Đây đúng ta. Này luôn. Else arr chấm chẵn arr chẵn chấm push arr ở vị trí thứ y, sau đó ra ngoài này console. Chờ tí tôi check xong cái này logic đúng, logic gốc đã xong, sau đấy đến phone với lại chu sau nhá. Console log anh không biết, chỉ thấy nước nãy thành con nước thôi. Chẳng biết là hết chưa? Ngập trong cái mùi miếc nó bốc hết lên. Arr lẻ và chẵn. Đó, đây là kết quả của chúng ta. Nếu nó là số thì tiếp tục kiểm tra. Nếu mà cái này chia cho 2, chia dư lấy dư cho 2 bằng 1 thì là lẻ, không dư thì là chẵn. Xong lốc cả 3 cái ra.
không nhá. Bây giờ check đây 99 này, 975, 98, 10, 8, 4. Thấy chưa nhỉ? Đây là output của chúng ta. Đây chúng ta thử nhét vào trong cái mảng cũ này là phones và chu nữa. Như này đúng không? Nun. Thì nó như nào? Đây. Nun phone thì nó sẽ là chẵn. Bởi vì nó đưa hết về 0 mà, ép về 0 mà. Chu thì nó bằng 1 thì nó sẽ là số lẻ. Không thể thử ép kiểu sang nhá. Ồ, không ép kiểu được. Không ép kiểu được nun luôn nhá. Còn nếu mà chúng ta muốn loại bỏ luôn cả cái nun và cái phone ấy và cả chu nữa luôn ấy thì chúng ta loại bỏ như này. Và ARR ở vị trí thứ y khác tuyệt đối phones và khác tuyệt đối chu, khác tuyệt đối luôn nun thì sẽ loại bỏ được hết mấy thằng kia đi. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Để chúng ta chuyển sang hàm. Có nào thắc mắc gì về vòng lặp nữa không? Chuyển sang tiếp theo là hàm nhá. New file là function.html. Script ở đây. Hàm là câu lệnh trong so mình gọi lại.
thế thôi. Hết rồi. Thế nha, ví dụ như này nha. Đây chúng ta có một cái đoạn check số chẵn số lẻ đúng không? Mỗi đoạn thôi, dùng đi dùng lại 3-4 lần. Đúng không? Thế nếu mà sau này chẳng hạn có một chương trình nào đấy bắt chúng ta làm đi làm lại cái việc check số chẵn số lẻ 500 lần chẳng hạn thôi. Đúng không? Thì chúng ta biết 500 lần, 500 lần cái 3 cái dòng cái giải. Đúng không? Biết 500 lần ra xong, ok xong, chạy được lại. Xong rồi sau đấy, thế giới tự nhiên là định nghĩa về toán học đảo lộn. Bây giờ người ta là chia hết cho 2 bằng 1, chia lấy dư cho 2 bằng 1 là số chẵn. Còn nếu mà không dư thì là số lẻ, là chúng ta tìm đúng ngành trong cái dòng thì chúng ta sửa. Thì chữ chẵn thành chữ lẻ thành chữ chẵn. Đúng không? Không phải điên cái lòng thế. Đúng không? Thì chúng ta bắt buộc phải nên, thực ra là nên nhưng không phải bắt buộc. Còn nếu mà ai đay đo thì có thể làm một cách kia cũng được. Và tôi từng làm một cái như vậy rồi. Không phải là tôi biết mà tôi phải bên tên. Con dự án đầu tiên thì tôi đi làm là bên tên một con importer. Tức là cái dự án đấy nó đơn giản là có một file PNP để tập các file từ notebook, các cái định dạng là CSV, Excel và JSON. Đọc lại và insert vào trong cơ sở dữ liệu. Cái file đấy, cái file PNP kia thì nó viết từ cái thằng của nó, người Ấn Độ nó viết từ năm 1995. Nó dài 12.000 dòng. Xử lý một logic chúng ta có 3 định dạng file đúng không? Thì bố ấy ít, nếu nuôi file bằng CSV thì cốt 4.000 dòng. L ít, cái nuôi file bằng JSON thì viết 4.000 dòng nữa. L là còn lại là file CSV, là file Excel đúng không? Còn định dạng file còn lại 4.000 dòng, bố con tim phải y xỉ để. Tôi nói thật với các bạn luôn, đây là dự án có thật nhé. Cốt 12.000 dòng, logic giống hệt nhau, xong bắt đầu không comment gì. Thế là thú vị. Thế là bảo là thôi anh cho em đập cái này đi, em làm lại cho anh. Anh nhìn dòng thôi, vô phương mình tăng cấp đôi. Tao không chưa đập, anh đang chưa đập, anh đang chưa đập. Thôi em chuẩn bị làm, em làm. Cái dự án cơ. Dự án thật nói như đùa. Thì đấy là cái việc là nó không áp dụng được cái hàm ở trong cái việc cốt logic của chúng ta. Thì hàm mục đích là gì? Hàm ấy nó giống như biến, nó cũng là một cái đại lượng có đặt tên. Có đặt tên, nhưng mà nó hơn biến ở chỗ là nó có thêm tham số. Có thể thêm tham số. Và trong mỗi một hàm nó sẽ bao gồm nhiều dòng lệnh. Nhiều dòng lệnh được định nghĩa sẵn ra, chúng ta biết sẵn ra. Lúc nào chúng ta cần dùng, chúng ta gọi cái tên hàm và chuyển cái tham số chúng ta cần, là nó sẽ lại chạy lại những cái dòng lệnh nằm trong cái hàm đấy. Giờ đấy là ý nghĩa của hàm. Sau này chúng ta có dùng cái hàm được 100 lần, hệ chúng ta sau này muốn sửa đổi cái gì đấy, chỉ sửa trong cái dòng lệnh nằm trong hàm này là nó tự động hoạt động toàn bộ thẻ. Được chưa? Như vậy thì chúng ta có thể re-code tốt, code một lần dùng nhiều chỗ. Thế nhỉ? Đấy là cái ý nghĩa của hàm. Thì chúng ta sẽ có cái định có cái cú pháp về hàm như sau. Đầu tiên là function. Function, sau đó đến tên hàm. Đóng ở ngoặc. Trong cái đóng ở ngoặc phải chứa tham số. Tham số nào? Tức là có thể chứa rất là nhiều tham số, chứa bao nhiêu cũng được. Sau đó đóng mở ngoặc nhỏ và viết code ở trong này. Được chưa nhỉ? Đây là khai báo hàm. Nhận đây gọi là khai báo hàm. Còn lúc nào chúng ta cần cái hàm nó chạy thì chúng ta gọi, ví dụ cái tên hàm tôi đặt là tính tổng. Tính tổng, thấy chưa? Lúc nào tôi cần cái đoạn code ở trong này nó chạy, tôi chỉ cần đơn giản gọi là cái. Ví dụ nhập A, nhập B, nhập C xong bây giờ tôi tính gọi đến tính tổng khác. Tính tổng hàm nó có đặc biệt là nó hơn cái này đúng không? Hơn cái cặp đóng vào vòng tròn thì chúng ta đóng vào vòng đây, truyền tham số A, tham số B, tham số C vào là tự động nó tính. Chúng ta tính bao nhiêu lần được và kết quả nó sẽ dựa vào kết quả hiển thị ra sẽ dựa vào các cái tham số chúng ta truyền vào. Chúng ta truyền vào thì đây. Thì chưa nhỉ? Đấy là cái khái niệm về hàm. Thì chúng ta cũng tính luôn. Có như sau.
và A bằng 5, B bằng 6. Và chúng ta có một cái hàm tính tổng, function tính tổng. Tính tổng bằng số A và số B. Viết code trong này. Đấy nhỉ? Sau này cái arrow function của các bạn ấy nó thành như này này. Đấy. Trong này là tham số, còn ở đây là nội dung hàm. Thấy quen không? Được chưa? Có thế thôi. Còn chúng ta viết hàm tử tế của S5 thì nó sẽ là function tên hàm, tham số A, tham số B, và viết code ở đây. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành console.log ra là pass in của số A cộng với pass in của số B. Đó, ép kiểu và cộng vào với nhau. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể là gọi là tính tổng A và B. Xong chưa? Đây chúng ta chạy thôi. Chạy cái file này. Bật F12 lên. Bằng 11 chưa? Như nhỉ? Sau này chúng ta thích tính nữa. Chúng ta duplicate lên tính tổng 10 và 11 xem nó có bằng 21 ở dưới không. Reload. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta thích tính tổng của cái prompt. Tính tổng của cái prompt nhập số A. Đây là nhập prompt của nhập số B. Comment thằng trên vào. Nó sẽ rất là dễ. Reload. 10. 100. Nó sẽ hiển thị bằng 110. Dùng ở đâu, dùng bao lâu cũng được. Các bạn lưu ý cho tôi này. Cái số A này này. Nó đứng ở vị trí thứ bao nhiêu ở trong cái số lượng tham số ở đây? Nó đứng đầu tiên. Chỉ có 0 với 1. Nó đứng đầu đúng không? Thì nó sẽ nhận cái giá trị của cái tham số truyền vào đầu tiên. Cái trò này nó ăn theo vị trí nhá. Nó ăn theo vị trí đặt và vị trí truyền. Thằng này truyền trước thì nó sẽ bằng số A, thằng này truyền sau nó sẽ bằng số B. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta hãy lưu ý về cái vị trí đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm một loại nữa của hàm. Hàm này chúng ta không nhìn thấy có chữ return đúng không? Như bình thường chúng ta có hai loại hàm. Một loại hàm là thực thi ngay, là loại này. Nó chỉ thực thi và hiển thị ra cái gì đấy thôi.
nó không tương tác thêm cái gì, nó cũng không trả về cái gì cả. Nhiều khi chúng ta tính cần phải có một cái hàm là kết quả của một cái phép tính nào đấy, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể viết vào đây là return pass in A và pass in B. Sau đó chúng ta có cái biến va total bằng tính tổng của prompt nhập số A nhập số B, và sau đó chúng ta mới document.write ra cái total như này. Test 1 5 hiển thị trong 6. Đúng chưa? Chúng ta thích tương tác với cái giá trị của nó ở phía ngoài này, thì ở trong này nó trả về bao nhiêu, thì ở ngoài này cái biến này nhận được bằng mấy nhiêu. Đúng chưa nhỉ? Đấy là cái hàm có trả về, tức là có cái từ khóa return bằng một cái giá trị, bằng cái kết quả của cái biểu thức này. Đấy là cái hàm có return. Xong chưa? Tiếp theo chúng ta đến với phần bài tập. Bài tập của chúng ta sẽ như sau. Va text bằng prompt nhập chuỗi ký tự. Nhập chuỗi ký tự. Đấy nhỉ? Trong này là các từ, một đoạn text. Yêu cầu chúng ta sẽ như sau. Đếm xem trong câu lệnh, trong chuỗi ký tự nhập có bao nhiêu ký tự, nó nhập bao nhiêu khoảng dấu cách, bao nhiêu dấu cách, và đếm xem trong chuỗi ký tự vừa nhập có bao nhiêu từ. Một từ là cách nhau bằng một dấu cách, cứ hiểu thế là được. Viết hàm nhá, nhớ phải viết hàm nhá. Để lấy từng phần tử trong chuỗi chúng ta cũng dùng for được. Dùng for như bình thường. Thank you.
Thank you.
Lịch của chúng ta là thứ mấy với thứ mấy nhỉ? Thứ hai, thứ sáu chủ nhật à? Học với luyện xong mấy bài này có hiểu JavaScript hơn tí nào không? Hay là vẫn thế? Các bạn phải luyện, không phải nghỉ lâu đâu. Không phải nghỉ lâu hay nghỉ chóng. Thực ra với ví dụ như những người có kinh nghiệm ấy, học một ngôn ngữ mới họ chỉ mất một tháng là nhiều. Rơi tầm khoảng 2 tuần là đã bắt đầu được code được ngôn ngữ mới rồi. Đó, chứ còn luyện hay không luyện không quan trọng. Chúng ta đi học hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào cái một ấy, chủ yếu là tài liệu để đọc. Hiểu không? Cái tài liệu để đọc và cái nguồn bài để thực hành. Thì chúng ta chịu khó luyện nó sẽ lên ngay, lên cực kỳ nhanh. Đấy là cách học của tôi. Còn chúng ta mà không chịu khó về nhà đọc ấy, thì học ở trên lớp, ở trên trường nó cũng chỉ là một phần rất là nhỏ. Người ta chỉ cho các bạn là cái Hello World như nào. Ngày xưa tôi đi học ấy, thì các thầy trên trường chỉ có Hello World xong là về. Hết, mỗi phần nói mỗi phần, mỗi buổi nói mỗi phần xong, đấy làm bài đi. Về nhà tự cày. Kiểu đấy. Nhưng mà nếu mà chăm thì học kiểu đấy rất là hay. Nhiều cái để sau này những cái buổi sau đến hỏi. Cứ hỏi dồn dập, dí thầy. Kiểu đấy. Rồi chưa nhá. Chúng ta có chuỗi là cái text này. Thì chúng ta sẽ có một cái function là đếm từ, chẳng hạn như thế. Được chưa? Chúng ta nhận cái text vào đây, txt, txt. Sau đó là chúng ta tiến hành sử dụng vòng for. Dùng vòng for của cái txt này, .len y trừ 1. Chúng ta có biến va cao bằng không. Được chưa? If txt ở vị trí thứ y
mà nó bằng với khoảng cách dấu cách. Được chưa? Thì cao cộng cộng, sau đó hết vòng for chúng ta return cao. Return thường thường là chúng ta để ý này. Ví dụ chữ, cái chữ nhập chuỗi ký tự của chúng ta có mấy dấu cách? Mấy dấu cách? Ví dụ cái chữ này 1, 2, 3 dấu cách đúng không? Rồi, 3 dấu cách thì có mấy từ? 4 từ thì chúng ta sẽ bằng là return cao cộng 1. Đúng không? Bởi vì hàm này của chúng ta là hàm đếm từ mà. Đúng nhá? Chúng ta chỉ tính những cái chuỗi mà nó đúng tiêu chuẩn thôi. Chưa tính những cái chuỗi mà trông nó tổng tổng. Được chưa? Hả? À? Cái chuỗi trông nó tổng tổng tức là nhập cách chuỗi. Đấy. Kiểu đấy nó không đúng chuẩn thì chúng ta chưa check được. Được chưa? Chúng ta chỉ check những cái mà nó đúng chuẩn đã. Xong, đây là cái đếm từ. Thế vậy thì chúng ta vẽ tiếp ra thêm một cái hàm là này cũng chẳng cần phải làm ra cái hàm đếm dấu cách đúng không? Hàm đếm dấu cách bằng cái giá trị của cái đếm từ này trừ 1. Thế là xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là document.write. Đây là số ký tự ở số từ bằng đô la đếm từ đóng mở ngoặc của cái text kia, số từ bằng cái này và số dấu cách bằng đô la đóng mở ngoặc như này của cái đếm từ đóng mở ngoặc text trừ 1. Comment dòng trên nào. Xong chưa? Giờ test này. Trần Hữu Thiện. Số từ bằng 3, số dấu cách bằng 2 đúng không? Test lại này. Bạn nữ ngồi dưới tên là gì? Bạn ấy. Hả? Tên đọc họ đầy đủ. Hả? Phạm Thị Quỳnh Mai. Rồi, Phạm Thị Quỳnh Mai. 4 từ, dấu cách 3. Đúng chưa? Đó là cái cách chúng ta làm. Vậy đó, xong. Đây tôi có một nguồn tài nguyên cho chúng ta học để luyện cái luyện xử lý về logic. Chúng ta nên luyện để nó vững hơn về cái logic xử lý cơ bản. Học bao giờ cũng vậy, đi từ cái logic đã, xong rồi từ từ bò lên trên. Thì lớp chúng ta là 17 bao nhiêu nhỉ? 1707 à?
Không, không bắt làm. Sao? Rồi, thì đấy là cái bài của chúng ta. Tôi sẽ gửi lại sửa code nhé. Rồi video tôi sẽ gửi lại cho các bạn sau nhé.